là gốc Ngô Đức Kế với lại Tự Do nữa. Đường Đồng Khởi với Bình Đằng ngày nay không phải là khách sạn mà sẽ đầu đường qua Nguyễn Huệ nè quý vị. Rồi bên tay trái là cầu Khánh Hội. Qua quận 4 đó. Bây giờ rẽ phải này là đi qua đường Hàm Nghi. Vừa nghe ca nhạc đó là tất niên cuối năm tiệc Bạc Ti đó vậy, Sài Gòn đó. Đây là tòa nhà cao nhất Sài Gòn nữa vậy, 68 tầng Vitesco. Chạy một vòng giống gì xem nha, buổi tối đây rất là vui. Đây có quán bar. Đó, vừa uống bia ăn kem quý vị, vừa nghe nhạc. Đây là dưới căn tòa nhà Bizesco Sài Gòn cao nhất quý vị. Phía trước có để menu thực đơn để du khách chọn trước khi vào gì thấy. Đây là đường Hải Triều quý vị. Đây, dưới tòa nhà Bizesco này thấy rất là đẹp. Ta đi dạo. Rồi, góc bên đây là bánh mì Như Lan nổi tiếng Sài Gòn nè quý vị. À, chuyên bán bánh mì sandwich thôi nhưng mà làm giàu quá vậy, nổi tiếng nhất Sài Gòn hiện nay đó, bánh mì thịt nguội, pate, châm bông, xúc xích.
50 Hàm Nghi với quận 1 quý vị. Rồi, đây quý vị thấy tòa nhà Vitesco này. Rồi, ở đây có cà phê The Race. Rồi, chạy vòng với quý vị xem nha. Dưới chân tòa nhà Vitesco, quý vị nhớ trên tầng 49 là có cà phê bán ăn nhẹ để ngắm toàn cảnh thành phố quý vị. Và đây là đường Ngô Đức Kế nha quý vị. Đi ra đường qua Nguyễn Huệ nè. Ngược chiều cái gì bò bía này. Bây giờ đã 10 giờ đêm nhưng mà Sài Gòn vẫn chưa ngủ vậy. Thanh niên vẫn mới bắt đầu đổ ra đường để đi chơi, ăn uống, trà sữa, quán xá gì thấy vẫn còn sơm tụ. Cứ quẹo qua đây là đường Hồ Tùng Mậu vậy. Vừa thấy xe biển số xanh là của nhà nước, còn biển số mà số xong để trên LD là liên danh quý vị, tức là công ty nước ngoài vô người ta mở công ty và được cấp xe đeo biển số riêng. Đó, và quẹo qua đây là đường Hồ Tùng Mậu nè quý vị. Thấy vui không? Rồi phía trước tôi là đường Hoa Nguyễn Huệ quý vị. Vâng, và đây là nhà hàng Nguyễn Huệ quý vị. Tối đẹp không? Và ăn uống ngồi cà phê bên vỉa hè quý vị, để enjoy cái không khí ngày Tết. Hôm nay là 25 tháng Chạp. Và đây là đầu đường Huỳnh Thúc Kháng cái gì. Thấy vui không? Cái ngồi ăn vỉa hè ở Việt Nam hả? Hạt dẻ Thái Lan. Rang tại chỗ luôn cái gì. Rang bằng cát á. Đó, vừa thấy cà phê Centro nhà Nguyễn Huệ. Quý vị Sài Gòn nhớ ra đây uống cà phê, uống chai bia hay gì ha. Rồi, phải đây là Hồ Tùng Mậu nè quý vị. Đây là khu nhà hàng sân bay của Nhật. Quẹo qua đây là đường Tôn Thất Đạm. Đây bán khô mực nướng rồi uống bia nè. Đây bán kem. Đây khô mực.
Đây, kem bông gòn nữa gì, kẹo bông gòn á. Đường hoa ngày hôm nay chưa xong thì thấy người ta còn hàng rào trắng. Rồi. Đó, thì thấy đẹp không? Cá, bò, viên, chiên, xúc xích, kẹo bông gòn. Đây, kẹo bông gòn nữa gì. Đây là đường Tôn Thất Thiệp nha quý vị, phường Bến Nghé, quận 1.